Chủ đề của video Volt 17 kỳ này: kỹ thuật cộng dồn nhân dồn với câu lệnh lọc 4 in range. Khi tham gia một sự kiện về lập trình máy tính, Mark Zuckerberg, ông chủ của Meta, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video cuồng yêu ngôn ngữ lập trình Python, giúp bạn hoàn thiện năng lực số, thay đổi thế giới với tinh học của Master Lăng Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi, tập huấn, quảng cáo, cộng tác. Vui lòng liên hệ số điện thoại và email trên màn hình. Các bạn có thể kết nối tài trợ cho kênh. Vui lòng xem phần mô tả phía dưới video này. Master Lăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Master Lăng Dương Channel. Rất vui mừng được gặp lại các bạn. Với video này, tiếp tục các bạn thành thạo các kỹ thuật lập trình trong Python và trong môi trường lập trình PyCharm, với mục đích trên là cái ngôn ngữ trình Python, dưới là tư duy máy tính, tư duy lập trình, phát triển năng lực số và thay đổi thế giới. Trước khi phần chi tiết video, nếu bạn nào xem video đầu tiên, các bạn cho một like, share để tạo lực với Lăng Dương. Và khi xem xong, bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh bằng đường link hoặc nút đăng ký. Khi đăng ký, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Và bạn nào muốn tài trợ kênh, vui lòng xem phần mô tả video. Các bạn nhớ nha, đường link đăng ký hoặc đường link tài trợ kênh nằm ở mô tả video. Nội dung của video này là kỹ thuật cộng dồn nhân dồn dùng với câu lệnh lọc 4 in range. Chúng ta bắt đầu cái video này với một đề tài là 17.1, viết chương trình nhập vào số nguyên n nguyên dương, tính tổng các số từ 1 đến n thỏa mãn hai tính chất là số đó chia cho 4 và số đó có chữ số hàng đơn vị là 6. Tức là các bạn có từ 1 đến n thì số nào thỏa điều kiện là số đó chia cho 4 và có chữ số hàng đơn vị là 6 thì các bạn sẽ tính tổng lại bằng 2. Đây, ở đây chúng ta có nhập lại, ví dụ là 60 thì in ra là 108, bởi vì từ 1 đến 60 có 3 con số là 16, 36, 56 thỏa điều kiện đó, tức là nó chia cho 4 và tổng cộng là 6. Và tổng của các số này là bằng 108 các bạn ha. Đây, ở đây chủ đề chúng ta là tính tổng các bạn. Chủ đề chúng ta đây là tính tổng các bạn ha. Tính tổng. Đó. Và chúng ta in ra số là 108 là tổng của các cái con số này ha. Đó, rồi. Thì để làm bài này chúng ta phải trả lời là bài này có bao nhiêu đề lượng, bao nhiêu đáp số và cái lời giải như thế nào các bạn ha. Thì bài chúng ta có là cái số n để cho là một đề lượng. Tiếp theo đó là cái đề lượng y để các bạn thực hiện lệnh lập for tạo ra những con số và các bạn kiểm tra. Và đề thứ ba đó là cái tổng của bạn ha. Vậy có ba đề lượng và đáp số chúng ta đó là cái tổng, một đáp số thôi các bạn ha, là cái tổng cuối cùng. Và để làm bài này thì chúng ta phải biết một kỹ thuật trong lập trình, đây là cái tư duy máy tính, tư duy lập trình, đó là cái kỹ thuật cộng dồn với lệnh lập là for in range. Ví dụ chúng ta có bài 17.1 vừa rồi, thì để tính ra tổng 60 các bạn ha, thì chúng ta làm như sau. Thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra được những con số mà nó tận cùng là 6 và chia cho 4. Ở đây bạn lưu ý là số 26 không thỏa. 26 đó tận cùng bằng 6 nhưng không chia cho 4 các bạn ha. Đó, như vậy là chỉ có những con số từ 1 đến 60 là 16, 36, 56. Vậy chúng ta làm sao cộng lại được các bạn ha? Thì muốn cộng thì chúng ta tưởng tượng chúng ta cộng, tức là chúng ta đưa với tổng. Thì tổng á, thông thường trong lập trình và trong tư duy máy tính á, nó gọi là S các bạn ha, vì nó viết tắt chữ sum tiếng Anh. Đấy, sum tức là tổng các bạn. Đó, S là sum là tổng các bạn ha. Rồi chữ sum này là tổng. Và chúng ta sẽ đưa các con số 16 vào tổng, 36 vào tổng và 56 vào tổng, ta đưa vào các bạn ha. Đó, cũng như là các bạn có một cái con heo đất, các bạn cho tiền vào. Đó, các bạn sẽ đưa vào, nó sẽ dồn vô cái heo đất đó. Rồi, thì để làm điều này trong máy tính thì được thực hiện như sau các bạn ha. Đầu tiên các bạn cho S bằng 0, bởi vì ban đầu S chưa có gì cả thì bằng 0 ha. Sau đó các bạn sẽ thực hiện như sau: S bằng S cộng 16 à, thì gặp cái biểu thức này thì được hiểu như sau các bạn. Đầu tiên là S bằng 0 ở trên được đưa xuống hàng dưới là bên phải giúp bằng, lấy S này là 0 cộng 16, vậy 0 cộng 16 là bằng 16, vậy 16 đó là tổng được chặt
được trả lại cho S bên trái, bạn ha. Tức là chúng ta dùng một S thôi nhưng mà nó sẽ biến hóa khôn lường. Đây là cái tư duy máy tính, tư duy lập trình các bạn ha. À, gặp những bạn mà học toán mà nói tại sao chỗ này có một cái biểu thức rất là lạ là S bằng S cộng 60, làm gì có cái chuyện là một con số S mà bằng nó cộng 16 các bạn ha. À, như vậy là sai. À, thì đó cách hiểu ngành toán, à, nó bị khô cứng, nó bị lập khuôn. Còn bên ngành tinh học và trong lập trình các bạn ha, thì đây chính là biểu thức cộng dồn. À, tức là gì, các bạn thấy cái mũi tên S ở trên đưa xuống là 0, sau đó cộng 16 là bằng 16, lấy 16 đó đặt vào S bên trái, như vậy là sau khi cộng 16 thì S bằng là 16 các bạn ha. À, ban đầu là 0 cộng 16 là 16 rồi. Giống như các bạn có cái con heo đất, các bạn bỏ 16.000 vô, vậy các bạn mở ra là 16 phần bên trong đó các bạn nha. Rồi tiếp theo, chúng ta lấy S bằng S cộng 36, S ở trên là 16 rồi, được đưa qua bên phải ở chỗ này các bạn ha, được đưa chỗ này. Ở trên chúng ta có S là bằng 16, được đưa xuống đây rồi, vậy 16 là số S đó cộng với 36, vậy nó có 52 các bạn ha. Rồi, và tổng 52 đó được đặt trở lại S bên trái. Như vậy là S bây giờ đã tăng 52 rồi các bạn ha, từ 0 bây giờ là 52 qua nhiều lần cộng dồn các bạn ha. Và còn nữa bạn, chúng ta có S ở trên 52 đưa xuống cộng 56, vậy chúng ta bằng là 108 các bạn ha. Và kết quả đó được đặt vào S bên trái cuối cùng, và đó S đó chính là S cuối cùng các bạn ha, là bằng 108. Rồi, thì chúng ta có biểu thức này các bạn ha. Khi đó trong lập trình máy tính người ta sẽ không ghi từng cái biểu thức như vậy đâu các bạn ha, rất là bất tiện của ngành toán. Thì ngành tin học á, người ta sẽ đưa này các bạn ha, đó đó, đặt những con số màu đỏ đó lại biến y đấy các bạn, biến y đó. Như vậy chúng ta có một biểu thức rất là hay là S bằng S cộng y, với y là những con số mà nó thỏa điều kiện, chúng ta cộng dồn với S thì S cuối cùng là S kết quả. Thì đó chính là người ta gọi là cái kỹ thuật cộng dồn trong lập trình máy tính. Đây là cái tư duy máy tính các bạn ha, tư duy lập trình, tư duy máy tính, chỉ có máy tính thôi nó có cái vấn đề này, rất là kỳ diệu quá ha. Rồi, vậy chúng ta có biểu thức này, người ta gọi là cộng dồn trong lập trình, tư duy máy tính, tư duy lập trình mà nha. Rồi, vậy chúng ta có là lấy S cộng Y và đặt đó, S đó, cái tổng đó ha, vào S bên trái. Vậy S bên trái chính là cái giá trị cuối cùng của bài này. Tương tự cộng dồn ha, chúng ta có một phép nữa bạn ha, đó là phép trừ bớt các bạn ha. Phép trừ bớt đây, phép trừ bớt đó, trừ bớt các bạn ha. Rồi, thì cộng hoặc là trừ bớt trong lập trình Python được ghi như sau. Rồi phép toán là cộng bằng, trừ bằng, tức là trong Python chúng ta ghi là S cộng bằng Y hoặc là S trừ bằng Y, nghĩa là cộng thêm Y vào S các bạn ha. Đó, ý nghĩa là chúng ta đây cộng dồn các bạn ha, cộng dồn. Thay vì trong Python chấp nhận cách ghi là S bằng S cộng Y hoặc là S bằng S trừ Y, nhưng mà chúng ta có thể dùng cách có vẻ hiện đại là chúng ta dùng cách này các bạn ha, đó là S cộng bằng Y, tức là cộng thêm Y vào S, mà càng cộng thì S càng tăng, đó là cộng dồn các bạn nhé. Rồi, các bạn quan sát Marcel Đăng Dương thực hiện trên Python. Đầu tiên các bạn sẽ nhập N ha, các bạn ghi là N bằng, ở đây chúng ta sẽ ép kiểu là hàm in, rồi mở ngoặc ra các bạn dùng hàm input các bạn ha, để các bạn nhập vào. Rồi mở ngoặc ra các bạn ghi như là theo đề là nhập số N nguyên dương, vậy mới ghi là nhập ha, nhập, các bạn ghi tiếng Việt đầy đủ ha, nhập số n là nguyên dương, phải nhắc nhở cái người nhập. Rồi, rồi bằng ha. Rồi sau đó các bạn thực hiện là s bằng 0 theo đúng thuật toán chúng ta vừa nêu các bạn ha. Rồi sau đó là chúng ta thực hiện đây, các bạn quan sát chúng ta có đó, s bằng 0 là chỗ này các bạn ha, đó là chúng ta cái này bạn ha, s bằng 0. Rồi sau đó các bạn thực hiện lệnh lập để các bạn diễn tả cái chỗ này các bạn ha, chỗ này này là cái chỗ mà cộng dồn này. Rồi thì ở đây là diễn giải để hiểu chúng ta phải có nhiều lệnh cộng như vậy, nhưng trong thực tế lập trình rất là dễ là các bạn dùng cái biểu thức này các bạn ha, là chúng ta dùng vòng lập để tạo ra biến y, đồng thời chúng ta chỉ cần là sử dụng một cái lệnh là s bằng s cộng y là xong các bạn nha. Vậy ở đây biến y chúng ta phải tạo ra bởi lệnh for, là ghi sao các bạn ha, for rồi biến y các bạn ghi là in là range. Rồi các bạn ghi là 1 các bạn ha. Và đây là tới n, vậy ta phải ghi n cộng 1, bởi vì trong Python nó sẽ chạy đến n trừ 1, vậy phải bù lại cộng 1 các bạn ha. Rồi, sau đó các bạn có những cái y rồi, chúng ta sẽ đợi là x. Nếu rồi ở đây chúng ta có hai điều kiện các bạn ha. N ở đây là chúng ta có cái nhất là cái y đó là số chia cho 4 các bạn ha. Rồi là vậy chúng ta ghi là phần trăm 4 đấy các bạn ha, là bằng 0 là cái nhất.
Cái thứ hai là số đó, cái số y đó các bạn ha, là số có chữ số cuối cùng bằng 6. Vậy ta lấy cái số y đó, chúng ta chia cho 10 lấy phần dư ra đơn vị bạn ha. Vậy ta ghi là y. Rồi, chúng ta sẽ phần trăm cho 10. Một số chia cho 10 sẽ dư từ 0 đến 9, tức là hàng đơn vị. Vậy ở đây yêu cầu đề là bằng 6 bạn ha. Vậy ghi ra bằng 6 ở đây. Đó, như vậy là với yêu cầu của đề chúng ta đã thực hiện một cái điều kiện trong lệnh if như trên màn hình. Sau đó bạn ghi là gì? S bằng S cộng với ha, cộng với cái y như vậy các bạn ha, là cách ghi cổ điển ha, trong lập trình cổ điển. Ngoài ra chúng ta ghi như sau các bạn ha. Ở đây ghi là bằng các bạn ha, bằng rồi S cộng bằng y, như vậy là cộng dồn. Và cuối cùng bạn ha, in ra kết quả là mình print. Ở đây các bạn là chúng ta ghi là gì đó, kết quả là đi cho nó ha, kết quả là đi. Kết quả là, rồi kết quả là các bạn ha, là rồi đây chúng ta ghi là phải S các bạn ha, S. Rồi. Như vậy là trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 17.1. Rồi các bạn giải thử, mắc phải chuột, các bạn chọn là run. Các bạn nhập vào số 60. Kết quả chúng ta là ở đây, là nhập 60 thì kết quả là 108 các bạn ha. À, theo cái phân tích của cái đề chúng ta ban đầu ha. À, thì lập trình ta như vậy. Ở đây các bạn lấy đặc biệt là chỗ này. Đó là phép toán cộng dồn nè. Tức là S bằng S cộng Y. À, trước đó các bạn nhớ là S bằng 0. À, giống như các bạn phải có một cái túi rỗng ha, để mình chuẩn bị chứa. Chứ nếu các bạn đặt con số nào đó của nó thì nó sẽ sai ha. Rồi như vậy bằng 0 và nó cộng dồn. Muốn vậy chúng ta phải có cái biến ở đây. Chúng ta phải có biến Y để chúng ta sẽ tạo ra những con số ha. Đây Y này đó. Thì cái Y nào mà thỏa điều kiện là chia hết cho 4, đồng thời số đó là có hai đơn vị là bằng 6 á, thì các bạn sẽ cộng vào cái Y đó vào đây các bạn ha, vào cái biến S này đó. Vậy cùng bạn sẽ in ra biến S đó là xong. Trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 17.1. Các bạn đặt tên đây ha, các bạn rename lại, các bạn ghi là bài 17.1 bạn ha. Rồi, như vậy là để thực hiện cộng dồn trong lập trình, đây là cái tư duy lập trình, tư duy máy tính, thì ta làm như trên màn hình các bạn ha, là kết hợp lệnh lập. Tiếp theo các bạn đến cái đề tài, cái bài tập số 17.2, viết chương trình nhập vào số nguyên n là nguyên dương, đếm và thông báo cho biết có bao nhiêu số từ 1 đến n thỏa hai tính chất là số đó chia cho 4 và số đó có hàng đơn vị là bằng 6. Ví dụ nhập vào bằng 60 các bạn ha. Thì với bài này chúng ta đọc có vẻ giống bài hồi nãy, tuy nhiên ở đây chúng ta là gì các bạn, là chúng ta là đếm bạn ha, đếm có bao nhiêu số ha. Ví dụ nhập vào 60 thì bây giờ nó không có ra 108 như hồi nãy nữa, mà ra là số 3 các bạn, số 3 ha, là số 3. Vì từ 1 đến 60 có 3 số thỏa điều kiện đó, vậy là đếm các bạn nha. Rồi, mà đếm đó là một cái thao tác, một cái hành động mà thường hàng ngày các bạn sử dụng. Ví dụ các bạn trong lớp học các bạn đếm tập vở nè, hoặc là các bạn lớp trưởng sẽ đếm số học sinh để điểm danh nè, hay là các bạn đếm tiền để các bạn trả tiền khi ta thối tiền lại, khi mà các bạn mua hàng thì mà đếm để biết đúng hay sai. Thì đếm đó là một cái công việc hàng ngày mình sử dụng các bạn ha. Rồi, chúng ta lập trình trong Python như sau. Đầu tiên các bạn sẽ tạo file mới, các bạn vào chỗ này mắc phải chuột, các bạn chọn new, các bạn chọn là Python file, các bạn ghi là bài 17 các bạn ha, bài 17.2. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn sẽ thực hiện nhập số nguyên n và để cho nhanh, ở đây chúng ta sẽ thực hiện sau ha, nó copy qua đây qua. Rồi thì cái bài 17.2 này nó na ná như bài hồi nãy, vậy ta nhập n bạn nha, n. Bây giờ chúng ta sẽ không có dùng biến s nữa bạn ha, mà ta dùng như sau các bạn, là biến d bạn ha, đếm bạn ha, biến đếm. Nếu bạn nào thích xài tiếng Anh thì ghi tiếng Anh là count các bạn ha, counter. À, biến counter là biến đếm bạn ha, tùy các bạn. Đó, đây mất tới bây giờ dùng biến đếm cho nó gọn. Rồi, đếm ha, đếm bằng 0. Đương nhiên rồi, các bạn chưa có biết thì đếm bằng 0. Các bạn chạy for giống như hồi nãy là từ 1 đến n cộng 1, tức là tạo ra con số y là từ 1 đến n. Rồi, điều kiện thì cũng giống như bài hồi nãy bạn ha, là số đó là số chia cho 4 và tận cùng là số 6. Rồi, thế vì chúng ta ở đây chúng ta thay vì chúng ta là lấy y cộng s, bây giờ là biến đếm bạn ha, thì chúng ta là như sau. Về mặt cổ điển mình ghi là đếm bằng đếm bạn ha cộng 1 ha. Như trong lập trình Python, đây chính là biểu thức cộng dồn bạn ha, cộng dồn. Đó. Đặc điểm của nó bạn ha là dấu bằng ở đây. Đấy, chúng ta có dấu bằng ở đây bạn ha. Đây là bên trái là biến, bên phải là biến giống hệt nhau bạn ha. Rồi. Đây là cái ghi cổ điển, còn cái ghi hiện đại là sao các bạn ghi rằng? Các bạn ghi là dấu là gì? Dấu cộng bằng ha, bằng 1. Đó, như vậy là chúng ta cộng một đếm và ta sẽ ví dụ ở đây, ví dụ biến là biến đếm.
đếm bằng đến cộng 1 hay là đếm cộng bằng 1 cũng được ha. Và cuối cùng bạn ghi là kết quả là biến đếm ha, là biến đếm. Kết quả đây là biến đếm các bạn. Rồi ha, rồi mình thử các bạn, nó phải chuột. Các bạn chọn run. Các bạn nhập vào số 60. Bây giờ kết quả chúng ta sẽ là 3 bạn ha, số 3. Chứ không phải là số 108 bạn ha, vì đây là biến đếm các bạn, đây là công việc khác, biến đếm ha, đếm số có 3 số là đếm 3 các bạn nha. Rồi, các bạn làm full test các bạn. Run. Các bạn chạy thử, các bạn nhập vào số 100. Kết quả chúng ta là có 5 à 16 36 56 76 và 96, có 5 số bạn ha, là rất là đúng. Rồi, trên hình là toàn văn bài giải của bài 17.2. Các bạn lưu ý trong cái cộng dồn ha, đây các bạn quan sát. Trong cộng dồn thì cái biểu thức của nó đó rất đặc biệt các bạn. Là chúng ta có gì? S bằng S cộng một gì đó, tức là dấu bằng hai bên trái và phải nó là nó đều có một cái biến giống nhau ha. S bằng S cộng, đếm bằng đếm cộng bạn ha. À, thì trong Python nó ghi gọn là đếm cộng bằng một cũng được các bạn. Thì đây là biểu thức cộng dồn ha, rất là hay trong tư duy máy tính, trong tư duy lập trình ha. Là dấu bằng ở giữa bạn ha, rồi bên này là một cái biến, bên phải là biến giống hệt như vậy và cộng gì đó bạn ha, đây là S ha. S bằng S cộng là cộng dồn các bạn nhé. Tiếp theo các bạn đến một kỹ thuật là kỹ thuật nhân dồn với lệnh lập for in range. Chúng ta đến đề tài số 17.3, viết chương trình nhập vào số nguyên n là nguyên dương, tính tích các số từ 1 đến n, cuối cùng in ra kết quả. Ví dụ như n bằng 5 thì in ra là 120, bởi vì chúng ta có 1 đến 5 là có 5 số, nhân lại là 1 nhân 2 nhân 3 bằng 5 thì bằng là 120 các bạn ha. Và các bạn lưu ý đây là cái chủ đề chúng ta ở đây là tính tích, tích các số các bạn ha. Rồi, tích là nhân các số lại với nhau. Vậy để làm bài này chúng ta đầu tiên phải trả lời là bài này có bao nhiêu lượng, thì bài này chúng ta có đầy lượng là n, rồi cái biến y để các bạn tạo ra những cái số bạn ha, và cái biến tích cuối cùng, vậy có ba đại lượng ha. Bài này có một cái thuật giải là dùng một lệnh lập để mà nhân dồn. À, đây là một cái tư duy máy tính, tư duy lập trình, và đáp số là một thôi bạn ha, chính là cái tích cuối cùng. Rồi thì để làm bài này chúng ta hiểu như sau: trong máy tính, trong lập trình thì chúng ta có cách làm để thực hiện cái việc là nhân 1, nhân 2, nhân 3, nhân 4, 5, tức là 1 nhân 2 bằng 2, rồi 2 nhân 3 bằng 6, 6 nhân 4 bằng 4 và 24 nhân 5 bằng 20, thì chúng ta làm như sau các bạn ha. Vậy chúng ta có đặt một cái biến là biến P để các bạn ha. Và trong cái môn toán ấy, tiếng Anh các bạn ha, thì họ đặt cái tích là P. Viết tắt tiếng Anh là product, là tích, cũng như là tổng là sum các bạn ha. Tích là P, tổng là S, còn tích là P. Rồi. Thì chúng ta làm như sau các bạn, chúng ta sẽ đưa 1 đưa vào biến P và đưa 2 vào để nhân thêm vào các bạn ha. Rồi đưa 3 nhân thêm vào, đưa 4, như thế đưa vào. Nếu có nhiều số chúng ta cứ đưa nhiều như vậy các bạn nha. Rồi. Thì để làm bài này đầu tiên P bằng 1 các bạn. À, ở đây mình lưu ý ha. Hồi nãy chúng ta đặt là S bằng 0, nhưng bây giờ là tích phải bằng 1. Tại sao? Bạn quan sát là chúng ta có hàng thứ hai. Là bạn thấy nè, đó. Cái P ở trên bằng 1 đưa xuống dưới là bằng 1. 1 nhân 1 thì kết quả là được 1, lại đưa qua trái P lại. Vậy sau khi nhân nó bằng 1 các bạn ha. Vậy nếu ban đầu các bạn đặt cái P bằng 0 thì 0 nhân 1 thì bằng 0 là sai bạn ha. Như vậy là tính tích chúng ta phải khởi tạo biến tích, cái biến P cần tính các bạn đầu tiên bằng 1. Đó, rồi. Sau đó bạn lưu ý là trong cái cách hiểu này các bạn ha, trong cách hiểu này thì ở bộ môn toán các bạn thấy là họ sẽ hiểu là sai. Làm gì có một số mà nó bằng nó nhân các bạn ha. Nhưng mà trong tin học đây là cái kỹ thuật nhân dồn, là cái tư duy máy tính, là cái tư duy lập trình các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có hàng thứ ba là lấy P ở trên đưa xuống nhân 2 đó, được P bên trái như thế. Rồi cứ đưa xuống rồi nhân, đưa xuống nhân và cuối cùng ta có P nhân 5 thì bằng kết quả là P bên trái là bằng cái tích các bạn ha. Như vậy ta tổng quát là chúng ta sẽ đặt các cái y này các bạn nha, y này đó, y này là đặt những số mà từ 1 đến 5 đó là số y. À, bởi lệnh lập for bạn ha, đây với chúng ta có lệnh lập for là vậy các bạn ha, để tạo ra những cái biến y. Rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện là nhân với cái p ha. Vậy chúng ta có như sau: p bằng p nhân y, tích đó nhân đặt lại cái biến p các bạn ha, và chúng ta đặt cái đó trong vòng lập. Mỗi lần y thay đổi, vậy chúng ta khi y thay đổi thì tích p càng tăng lên ha. Đây chính là phép nhân dồn trong lập trình, đây là cái tư duy máy tính, tư duy lập trình bạn ha. Rồi và ở đây chúng ta có một cái bảng tổng kết ha các bạn ha. Rồi với phép toán cộng dồn bạn ha, cộng dồn đây chúng ta có trong Python, chúng ta có như vậy. Vì chúng ta có nhân dồn bạn ha, đây nhân dồn
Thì nhân dồn chúng ta có ở đây. Đó, P bằng P nhân Y, hay là P sao, P nhân bằng Y cũng được các bạn ha, cách ghi hiện đại. Rồi, đây là lũy thừa các bạn ha. Ví dụ lũy thừa đây là 3 mà Y chúng ta bằng 2. Vậy 3 nhân 2 bằng 9. Tức là 3 nhân 3 bằng 9 ha, lũy thừa ha. 3 lũy thừa 2 tức là 3 nhân 3 bằng 9. Vậy sau khi mình làm xong này thì sẽ thay vì lũy thừa bằng 3 bây giờ bằng 9 các bạn ha. Rồi chúng ta có phép chia bớt. Ngược lại của nhân là phép chia bớt các bạn ha. Đó, lấy T chia T. Lấy T bằng T chia Y. Ví dụ T bằng 10, Y bằng 3. Vậy 10 chia 3 bằng 3,333 thì T sẽ là giảm 3 lần các bạn ha. Đó, tiếp theo các bạn có phần trăm. Đó, phần trăm ở đây. Ví dụ các bạn có T của các bạn á là số 10. Số Y các bạn là số 5. Vậy 10 chia 5 thì dư 0. Vậy phần trăm là lấy phần dư, vậy đặt 0 vào T. Vậy bắt đầu T bằng 10. Chia xong rồi thì nó T bằng 0, nó giảm rồi ha. Rồi, và các bạn có phép chia này là phép chia lấy phần nguyên, thương nguyên. Ví dụ các bạn có số T ở đây, các bạn có là số 9. Các bạn chia cho Y bằng 2. 9 chia 2 mà chia phần nguyên, vậy ra được 4 còn ha. Thay vì là 9 chia 2 bằng 4,5 thì ra là 4 thôi. Vậy ban đầu T bằng 9, sau khi chia rồi thì T bằng 4 còn ha. T giảm xuống còn ha. Đó là phép chia bớt, tức là giảm cái số T đi. Rồi như vậy chúng ta có cộng dồn, rồi trừ bớt, nhân dồn, rồi chia bớt còn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bài này ở trên Python. Các bạn sẽ tạo file mới, bạn mắc phải chuột vào cái dự án Vue 17, các bạn chọn là New. Các bạn chọn Python file, các bạn ghi là bài 17.3 các bạn ha. Rồi, đây đề bài các bạn, 17.3. Và các bạn thực hiện như sau, là N, các bạn ghi là input, bằng cách là ép kiểu là hàm in. Các bạn ghi input, là chúng ta sẽ thực hiện việc nhập các bạn ha. Rồi, bạn ghi là nhập ha. Rồi, số nguyên, nguyên dương ha, số nguyên dương. N rồi bằng, rồi tiếp theo các bạn đặt P bằng 1 các bạn ha. Đó, bởi vì đây là cái phân tích trong tư duy máy tính. Đây các bạn quan sát, chúng ta có đặt ở đây là P bằng 1 ha, để khởi tạo ban đầu. Chứ nếu bằng 0 là sai các bạn nha. Mình không ghi P bằng 1 hoặc không ghi ra, vậy P bằng 0 là chết các bạn ha. Chúng ta ghi P bằng 1 mới đúng. Rồi tiếp theo các bạn thực hiện cái lệnh lập for để các bạn thực hiện nhiều lần cái tính nhân này bằng một cái lệnh là P bằng P nhân Y. Như vậy chúng ta phải có một vòng lặp để tạo ra biến y bạn ha, thì chúng ta mới tính được cái biểu thức màu vàng này. Rồi ta có như sau là for, ở đây các bạn ha, for y các bạn ghi là in range là từ 1 cho tới n cộng 1 các bạn, n cộng 1 để đảm bảo nó tạo số từ 1 đến n. Rồi các bạn ghi đây là p bằng p ha, nhân với y các bạn ha. Đây là cách ghi cổ điển bạn ha. Còn cách ghi mới là chúng ta ghi như sau, đây p bằng y các bạn ha. Rồi thì chúng ta ghi như sau, là ta ghi là sửa lại là P là dấu nhân nha, hoa thị y đó. Rồi như vậy là chúng ta có kết quả là tích P. Các bạn in kết quả là print, các bạn ghi là kết quả là ha, kết quả là đi. Rồi ở đây chúng ta ghi là biến P. Rồi các bạn chạy thử, mắc phải chuột ở đây, các bạn ghi là run. Rồi các bạn ghi là 5 ở đây, kết quả chúng ta có là 120 với n bằng 5 ha, theo như cái phân tích ở đây chúng ta thấy đó, kết quả các bạn nha. Rồi full test các bạn thử, mắc phải chuột các bạn giải nhấp vào thử số 6, kết quả chúng ta có là 720 vì với 5 là 120 rồi, thêm 6 nữa, 6 nhân 20 là bằng 720 các bạn nha. Rồi vân vân. Rồi thử cái bộ khác các bạn nhập vào thử là số 3 thôi, số 3 vậy chúng ta có bằng 6 bởi vì là 1 nhân 2 rồi nhân 3 6. Như vậy bạn lưu ý với đây là trong lập trình chúng ta có một biểu thức, người ta là biểu thức cộng nhân dồn ha, cộng dồn, nhân dồn, chia bớt, trừ bớt bạn ha. Các bạn tua lại phần trước video sẽ hiểu được những phép toán đặc biệt ha, đây là những phép toán đặc biệt trong lập trình thôi. Video 17 đến đây hết rồi. Hy vọng các bạn đã biết được một kỹ thuật lập trình rất là hay trong máy tính, đó là cộng dồn và nhân dồn để thực hiện các bài lập trình của mình. Các bạn xem cho một like, share và đăng ký kênh. Khi đăng ký nhấn quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video theo của Mr. Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video theo của Mr. Dương Channel.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều.